Một đại luật sư tài ba lịch lãm, với cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn. Làm vợ anh, em sẽ là người phụ nữ cuối cùng của chuyện gia đình. Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Em gả cho anh là vì tình cảm, không phải yêu cầu anh lo cho em. Từ ngày hôm nay, hai tướng quân và chúng ta không còn quan hệ. Và cuộc đấu tranh bảo vệ hạnh phúc bắt đầu. Bộ phim Danh Gia Vọng Tộc phát sóng lúc 21:15 ngày 17 tháng 4 trên kênh SCTV 9.